Mà trong khi đấy mình bây giờ là 3M. Im để em tính. Có mặt đồi này nữa. 3M, 5M, 6M, 3M. Ô, từ giờ đến tối là lên. Từ giờ đến tối lên em tính rồi. Bởi vì em like mới được có một hôm. Anh ơi, anh chúc mừng em 700.000 follow đi. Chúc mừng Hải Phong 700.000 follow nhá. 701. Đi ra khác 701 rồi, chúc cái đi ra khác đi. Mệt quá. Lúc này nó vừa mới từ cầu đi ra đây nó tăng đấy. Đúng không mọi người? Mình mới like được hơn một ngày. Nếu mà tối, từ giờ đến tối mình mà like nhiều là mình sẽ đứng vào top 4. Đúng không? Top 4 thì được gì? Top 4 thì anh không nhìn cái danh hiệu master của em nè. Này, thì mày top 4 mày được rồi, đâu rồi cái thằng đó. Gì vậy? Anh bị hâm mà, top 4 trong đại đua giống lần trước ấy. Thì được đứng ở đây này. Đây này. Được gì? Này, nhìn này. Anh nhìn em được cái gì không? Diễn live master tháng 4. Top 1. Ừ. Oh, amazing. Kìa nhìn con đang đi kìa. Ooh, à, this is what I told you. Phần kinh doanh của chương trình em được với anh thôi. No. Anh đi so fuck. Tôi không đua nữa đâu. Yeah. Đua là đua là đua làm gì? Đi chơi. Highland Coffee. Mày đi chơi. Highland Coffee. Anh có PK với em không? Không. Anh PK rồi. Nào thua nhảy xuống biển. Biển nào? Đây. Đây là hồ. Hồ, nào thôi nhảy xuống hồ. Không, mày còn đi chèo thuyền với anh không? Nhưng mà đang mưa. Đang mưa. Đấy mưa đi. Đấy hết mưa đi chèo thuyền. Đi đây. Đi đây. Đi đây. Đi. Cho em ăn mỡ. Ok. Mình cứ cười, mình đéo gì, mình cứ cười là nó cứ tò mò, thằng cái tính tò mò lắm. Thông tử mà. VK á, VK em biết chơi với ai đâu. Tiếp em. Tiếp em đốt top này. Không, đi ta nhìn xem nào. Anh có ai không? Để cho nó có ảnh chứ không. Cái đoạn này dính. Dính xong rồi. Em có ai? Chẳng có ai phải tối cơ, tối mới có người PK chứ bây giờ làm gì có người PK. Chú ơi, từ. Này, sao tao vẫn top 99 cộng là thế nào? Ủa, chị ăn cái đấy. Được 3 người. 10k4 nữa kìa. 10k4 nữa mình mới được vào top 99 á. Ủa bị điên à? Hôm qua đi xét lại một ngày mà, hôm qua kia. Vừa một con sư tử rồi mà chưa lên top 99 cộng à? Ôi 70k. 70k rồi top 99. Sợ thế. Bao nhiêu thế? Top 1218 thôi. Ô, bà Mi này là ai vậy? Cũng bao linh vệ, chỉ linh là cái top 3 rồi top 4 rồi. Hả? Linh là tới top 4 rồi. Sơn Ma nhỉ? Ê ui, bà Mi này hả? Anh biết được, hỏi tao. Chị vào gõ bà này xem nào, em xem nào. Là bà nào đấy? Ui dồi, từ. Ai đồ Bigo mà. Ui dồi ôi, ông ơi, ông cái mổ nó bòn thế. Ông mà sập nai, ông đừng có kêu. Thì nha, đã xong. Ừ. Em sập, em cứ kêu em. Cái gì? À đấy. Mọi người follow Đạt nhé mọi người. Mọi người follow em nhé. Cháu đẹp nhưng không chỉnh ngôn. Mọi người follow Nhạc nhé mọi người. Nhiều.